Ở đây chắc các bạn đã ăn qua nhiều món gỏi rồi, nhưng Mập nghĩ ít bạn đã từng ăn qua món gỏi bắp bò hoa chuối lắm đúng không? Nên hôm nay Mập sẽ chia sẻ cách làm gỏi bắp bò hoa chuối với các bạn nhé. Tất cả các nguyên liệu cùng công thức pha mắm trộn gỏi và công thức nấu nước dừa trộn bò Mập có để trên video cho các bạn tham khảo rồi đó. Hôm nay vào bếp làm món này, nhớ Tết năm vừa rồi về quê của vợ Mập chơi thì vợ của Mập mới hỏi chồng đã từng ăn gỏi bắp bò hoa chuối chưa. Mập mới trả lời chưa ăn bao giờ. Thế là bà dắt ra sau vườn nhà ngoại hái bông chuối về trộn gỏi. Mà để Mập kể cho mọi người nghe, hái bông chuối xong là áo của Mập chín đầy mũ chuối luôn, vì đó là lần đầu tiên Mập được hái bông chuối còn trên cây là như thế nào luôn đó. Nhưng bù lại công sức hái bông chuối thì phải công nhận món này ăn quá ngon luôn mọi người ơi. Bắp bò thấm vị ngọt thanh của nước dừa, chua chua của giấm hòa quyện với độ giòn của bông chuối phải nói là tuyệt vời và cực kỳ kích thích vị giác khi ăn luôn nha. Món gỏi bắp bò hoa chuối có thể là một món ăn tuyệt vời cho những buổi họp mặt gia đình, bạn bè hoặc đơn giản các bạn có thể đổi vị trong những bữa cơm gia đình của mình nha. Mà các bạn lưu ý, để món gỏi bắp bò hoa chuối ngon hơn thì các bạn nên dùng hoa chuối hột và còn tươi sẽ ngon hơn nhé. Còn bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng Mập và mong món ăn này sẽ mang tới một hương vị mới trong bữa ăn gia đình của các bạn nha.